Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với thiên nhiên và cuộc sống nha. Trong cái video hôm nay thì mình đi lên trên một cái ngọn đồi khá là cao để quay cho mọi người xem những cái gặp gỡ mà hôm nay mình sẽ gặp. Đặc biệt là cái loại cây hoa sim, hiện tại đang là mùa hoa quả của nó các bạn ạ. Một cái loại hoa rất là đẹp và rất là nổi tiếng từ những cái thời cách mạng, nó đã đi vào những cái bài hát rất là lâu rồi. Hôm nay có những cái gặp gỡ những cây hoa sim và những tất cả những cái gặp gỡ bất ngờ ở trên cái ngọn đồi này, mình sẽ quay cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Mời các bạn cùng đăng ký kênh để đồng hành với mình. Ở đây chính là một cái bãi bằng ở trên đỉnh đồi các bạn ạ. Ngày xưa thì người dân họ đã từng phát rẫy và trồng lại những cái bụi tre ở xung quanh đây. Có những cái bụi tre khá là to, rất là lâu đời rồi. Đấy, trên đỉnh đồi cao còn có cả cái cột sóng di động đấy các bạn ạ. Xung quanh trước mặt mình chính là một cái bãi hoa muôn. Một cái muôn thì hiện tại nó qua mất mùa hoa rồi. Nó còn có, nó đã thành quả rồi các bạn ạ. Đấy, có những cái bông hoa thì ở đây đây, bên này có một cái bông hoa. Cho các bạn xem cái bông hoa của nó đây các bạn nhé. Đây chính là một bông hoa muôn này. Một bông hoa muôn. Còn cây này thì có rất nhiều quả đấy các bạn này. Quả nó có thể ăn được các bạn nhé. Đấy, những quả chín thì nó sẽ vỡ ra như vậy. Ăn nó có vị ngọt và hơi chát các bạn ạ. Còn phía đồi bên kia kìa thì có mấy cái bụi hoa sim. Nhìn đang nở hoa khá là đẹp. Lát nữa mình sẽ lại gần để quay cho mọi người xem. Đây rồi các bạn ạ, đây chính là những cái bụi hoa sim tím đây. Hoa sim tím nhưng thật ra thì nó còn có cả màu trắng nữa các bạn nhé. Đấy, có những cái bụi hoa màu tím này, màu hồng này. Còn một số những bông màu trắng này. Nó có hai màu hoa trên cùng một thân cây các bạn nhé. Mùa này rất nhiều hoa luôn, mùa hoa của nó kéo dài mấy tháng luôn các bạn ạ. Những bông đã nở đã thành quả hết rồi đấy các bạn này. Đấy, nó đã thành quả rồi nhá. Một thời gian nữa lại có quả sim để ngâm rượu đấy các bạn ạ. Cái giống cây này thì nó thường chỉ mọc ở những cái đồi chọc, có nhiều cây bụi nhỏ thôi. Còn những cái khu vực đồi nào mà rậm rạp quá thì sẽ không mọc được các bạn ạ. Đấy, cái đồi này rất là chọc, rất nhiều quả các bạn nhé. Cái loại quả sim này ngâm rượu uống rất là tốt, nó có vị ngọt. Rất nhiều người ưa thích dùng cái món này để ngâm rượu. Khoảng 1-2 tháng nữa thì sẽ bắt đầu có những cái quả sim nó chín. Đây chính là một cái sim này. Cũng là một cái loại cây mà mọi người rất ưa thích để trồng làm bonsai các bạn nhé. Bởi vì cái lá của nó, kích thước cái lá của nó rất là vừa phải. Và cái cây nó rất là dễ sống. Đấy, nó có tán rất là đẹp. Nếu mà qua bàn tay của những nghệ nhân uốn nắn một chút nữa, sẽ thành những cái cây bonsai hoa rất là tuyệt vời luôn. Xung quanh đây toàn là những cây sim. Những cây cũng không lớn lắm các bạn ạ. Tại vì cái khu vực này có lẽ trước đây người dân họ đã phát rẫy rồi. Cho nên là chỉ còn những cái cành nó mới mọc lên thôi. Còn cái phần gốc ở bên dưới thì nó cũng rất là to. Những cái cành nguyên thủy từ xưa thì đã không còn nữa. Chỉ có những cái mầm mới mọc lên cách đây khoảng vài năm thôi. Xung quanh đều là những cái đỉnh đồi rất là cao các bạn nhé. Ở cái ngọn đồi này thì tạm thời mình chỉ có gặp gỡ những cái cây sim thôi. Cây sim và cây hoa muôn. Những cái đồi cỏ xanh này. Những cái đồi cỏ xanh thoáng như vậy thì những cái loài hoa này nó mới phát triển được nhiều. Những cái bụi sim này đang hoa rất là đẹp luôn. Mùa hoa của nó có thể được ngắm khoảng vài tháng các bạn ạ. Mình sẽ dự định đi qua cái ngọn đồi phía bên này.
Được biết những người dân ở đây họ mách là có cái loại lan kim tuyến, cái loại địa lan rất là hiếm có. Có phân bố ở trên cái khu vực những cái ngọn đồi này. Thì hôm nay mình cũng mong muốn là làm sao có duyên thì sẽ gặp được một vài cây lan kim tuyến để quay cho mọi người xem. Cái loại lan có giá trị rất là cao, giá trị dược liệu các bạn nhé. Rất là cao luôn, được người Trung Quốc họ thu mua từ rất là lâu rồi. Những cái cây bụi toàn là những cây hoa muôn các bạn ạ. Cây kim tuyến và một số cái loại dược liệu quý thì thường phân bố ở trên đồi, những cái khu vực đồi có tán cây rừng và độ ẩm cao. Mình sẽ tiếp tục hành trình đi xuống cái khe đồi ở bên này và leo cái ngọn phía bên kia các bạn nhé. Mình đang đi qua một cái rừng hồi luôn này các bạn ơi. Cái rừng hồi Lạng Sơn này, những cây hồi cổ thụ rất là to các bạn ạ. Cây hồi đường kính gốc trên 20cm, 25-30cm các bạn ơi. Như những cái cây cổ thụ luôn. Hiện tại đang là mùa quả của nó các bạn nhé. Mình sẽ cho các bạn xem cái quả hồi. Một cái loài cây đặc trưng của vùng đất Lạng Sơn mình. Đây các bạn ạ, một cái cành dưới thấp này, có khá nhiều quả đây. Đấy, mọi người vẫn hay gọi là hoa hồi đấy các bạn ạ. Nó có tinh dầu mùi rất là đậm đặc các bạn nhé. Có vẻ năm nay được mùa hồi thì vậy. Những cây hồi rất là sai luôn. Phía trên ngọn thì rất nhiều các bạn ạ. Phía trên ngọn nó có đầy đủ ánh sáng, nó sẽ có nhiều quả hơn phía dưới gốc. Dưới gốc này nó cơm nắng cho nên nó có như vậy thì cũng gọi là tương đối nhiều rồi. Có những cái bãi hồi rất là rộng các bạn ạ. Hết đồi này đến đồi khác, người dân họ trồng những cây hồi từ rất là lâu rồi. Phía đồi bên kia cũng toàn là hồi các bạn ạ. Mình chỉ đi qua một cái góc bãi hồi thôi. Một cây hồi rất to này các bạn ơi. To như một cây cổ thụ. Nhà mình cũng trồng hồi các bạn ạ. Nhà mình cũng trồng nhưng mà mình không trồng được nhiều. Với lại nhà mình không ai hái được cái mùi dầu hồi này. Nếu mà ngửi nhiều rất là nhức đầu các bạn ạ. Nhà mình thì ai cũng nhức đầu với cái mùi hồi này cho nên là không trồng nhiều. Đấy, những cái bông hoa hồi đấy các bạn nhé. Những cái vại dẫy này, người dân họ phát quang để trồng cây gì đó. Dưới khe đồi có những cái đám ruộng các bạn. Có những cái đám ruộng tít sâu trong thung lũng. Dưới chân những cái đồi hồi, những cái ngọn đồi thấp. Mình sẽ tiếp tục hành trình sang phía bên này các bạn nhé. Ở cái ngọn đồi bên này mình lạc vào giữa một cái rừng sim luôn các bạn ạ. Toàn là cây sim thôi. Cái đồi này rất là nhiều sim các bạn nhé. Toàn những cây cao vượt đầu người cho nên là rất khó để quay với khung cảnh chung chung cái khu vực này cho mọi người xem được. Đây chính là những cái cây sim này các bạn ạ. Những cái cây sim nhỏ thôi. Đây đều là những cái cây sim đã được mọc lại sau khi những cái cánh rừng này đã bị chặt làm nương rẫy các bạn nhé. Có lẽ trước mắt mình là một cái bãi khá là thoáng thì phải. Những cái ngọn đồi trước đây đã bị người dân chặt những cái cây làm rẫy cho nên là bây giờ không còn những cái cây gỗ to nguyên sinh nữa, không còn nhiều những cái loại thực vật đa dạng các bạn ạ. Tất cả chỉ còn là những cái rừng sim thôi. Những rừng sim phục sinh đấy các bạn ạ. Và xung quanh khu vực thoáng này mình đứng này tất cả đều là sim các bạn nhé. Ước gì nó thấp một chút thì mình sẽ quay cái khung cảnh rộng rãi ở đây cho các bạn xem.
Đây, nếu như nó thấp đều đều như những cái đám sim này thì quay sẽ rất là dễ, thấy rất là nhiều hoa cho các bạn luôn. Hy vọng là xuống phía dưới này nó thấp thì sẽ còn nhiều những cái vườn sim nữa để quay thêm cho mọi người xem. Còn những cái loài thực vật khác thì có lẽ là sẽ không có gặp gỡ rồi các bạn ạ. Mình sẽ vượt qua cái khu vực rậm rạp này để xuống phía dưới xem có sim không ạ, tiếp tục quay cho mọi người xem nhé. Ở cái vị trí này chỉ có một cái lối mòn duy nhất các bạn ạ. Đây, một cái lối mòn là bên dưới cái rừng sim này. Wow, rất nhiều sim các bạn ơi. Hôm nay mình lạc vào một đồi hoa sim luôn. Đấy, những cái bãi sim mà kéo dài có lẽ là đến chân đồi luôn các bạn ạ. Đang mở hoa rất là rực rỡ. Nếu như có thể đào được một vài gốc về làm bonsai thì quá là tuyệt vời. Tiếc rằng hôm nay mình không có chuẩn bị được cái dụng cụ gì cả. Đây, sim ở đây khá là thấp các bạn nhé. Khá là thấp và thoáng này, cho các bạn xem này. Cái đồi toàn những cái cây cỏ xanh thôi, những cây cỏ thấp xen lẫn những cái đám sim. Rất là nhiều sim luôn các bạn ơi. Rất là nhiều sim đến tận cái chân đồi, gần đến những cái ngôi nhà của những người dân này các bạn ạ. Ở chỗ này rất là tuyệt vời luôn. Chỗ này nếu mà mùa hè lên đây, đúng mùa này mà lên đây thư giãn thì chụp ảnh thì không còn gì để nói luôn, toàn hoa luôn các bạn ạ. Tất cả những đám sim, những cái bụi tre này, nét cổ kính của làng quê này các bạn ơi. Những cái chuyến đi trải nghiệm rất là nhiều những cái điều thú vị. Đi lên núi thì có lan rừng, mà đi lên đồi thì có rất nhiều những cái hoa sim, hoa muôn đang nở rực rỡ các bạn ạ. Rất là nhiều quả luôn. Khi nào đến mùa quả chắc mình sẽ đến đây hái một chút về ngâm rượu này. Ngay bên dưới chân đồi là những cái ngôi nhà sàn các bạn ạ. Những cái ngôi nhà sàn của người dân tộc Tày dưới chân đồi. Cái đồi sim này ở cái địa bàn xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn các bạn nhé. Thung lũng hoa Bắc Sơn ấy. Thung lũng hoa Bắc Sơn thì ở phía ngoài kia các bạn ạ. Đấy, phía ngoài kia. Sau những cái ngọn núi kia sẽ có những cái thung lũng hoa Bắc Sơn rất là nổi tiếng. Còn ở đây chính là cái đồi hoa sim. Rất là thơ mộng luôn. Nếu các bạn có dịp mà đến thung lũng hoa, đến Bắc Sơn vào mùa hè, có thể ghé thăm cái khu vực này để đi dã ngoại rất là đẹp này các bạn ạ. Được thưởng thức những cái bông hoa sim rất là nhiều này. Rất là nhiều quả luôn. Khoảng 1-2 tháng nữa mọi người thích quả ngâm rượu thì cái chỗ này cũng thoải mái đáp ứng này các bạn ạ. Cực kỳ nhiều luôn. Rất là dễ hái các bạn nhé. Này, những cái cây sim ở rất thấp này. Những cây sim mọc rất thấp này các bạn ạ. Phía bên trên thì nó hơi cao. Càng ở bên dưới chân thì nó càng thấp. Dưới cánh đồng chính là những cái ruộng thuốc lá các bạn nhé. Người dân ở đây họ trồng rất nhiều thuốc lá này. Trồng rất nhiều thuốc lá và ngô luôn. Những cái vị trí này nó khá là thoáng các bạn ạ. Mình đi lại nó rất dễ dàng thôi. Ngồi ở trên này hưởng thụ cái không khí trong lành, ngắm cảnh cái cánh đồng, những cái ngôi nhà sàn ở phía bên dưới rất là đẹp.
mình cùng những người bạn của mình là sẽ đi loanh quanh chơi ở đây một lúc. Những ngọn đồi nó ở rất gần đường thôi các bạn ạ. Phía bên dưới là đường vào những cái ngôi nhà sàn này, có đường xe máy đi thoải mái. Các bạn thấy không? Dưới mỏm đồi này toàn là sim luôn. Rất là đẹp luôn. Giờ mình tiến dần phía bên dưới là mình xuống núi thôi, xuống đồi thôi các bạn nhé. Các bạn nào thích yêu thích sim thì đến Bắc Sơn thì ghé vào Chân Yên để ngắm các bạn ạ. Các bạn đang xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và cùng đồng hành với mình trên những chuyến hành trình đi khám phá các bạn nhé. Mình kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái hành trình tiếp theo.